Mưa liên tục trong những ngày qua làm cho hơn 130 hecta muối của diêm dân ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bị thiệt hại. Do mưa xuất hiện đúng vào thời điểm ruộng muối đang chuẩn bị kết tinh, cho nên bị thiệt hại, độ mặn trong nước biển không đủ để khắc phục làm lại vụ muối. Ấp Lưu Hoa Thanh có 136 hecta muối của 55 hộ dân với gần 700 tấn muối bị thiệt hại, khó có khả năng khắc phục. Những năm qua, ngành chức năng thành lập hợp tác xã sản xuất muối Tân Thuận để giúp diêm dân trải bạc ruộng muối, liên kết trong sản xuất, tìm đầu ra, nâng cao giá trị. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa vào hợp tác xã nên sản xuất còn nhỏ lẻ, thủ công, năng suất không cao, dễ bị thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.